Rồi rồi rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại công trình của anh Hợp, cũng đã làm gần xong cái phần nền nhà này rồi. Sáng nay thì anh Hợp nói tranh thủ cho buổi sáng này xong cái phần này luôn. Tuy nhiên thì lại nha, làm gấp rút mà vẫn chưa xong. Nên là nữ là còn cái phần một miếng này nữa thì bây giờ mới xong. Bây giờ thì cũng gần 3 giờ chiều. Không biết là các anh có kịp làm để mà dỡ cái ngôi nhà ngoài trước này hay không? Kẹp không anh Hồng ơi? Kẹp ha. Đổ sáng giờ vậy mà thấy cực quá ha anh. Dạ. Chiều nay mấy mẻ? 2 mẻ. 2 mẻ hả? Coi như cũng gần hết một ngày chứ đâu có phải nửa ngày đâu đúng không? Sau khi đổ xong thì cái nền nó bằng phẳng lắm và nó nhìn rất là đẹp luôn. Đổ xong cái này thì các anh thợ phải dỡ cái phần tôn này ở trên dỡ ra, bỏ ở cái phần trước này bỏ và tranh thủ cho chiều ngày hôm nay làm xong để mà anh Vũ có thể ngày mai này sẽ gáp cái phần tiền chế ở trên lên luôn. Vậy là cũng vừa đủ ha, tổng cộng là hết bao nhiêu bao xi măng anh Lớn? Dạ. Vậy hả? Còn miếng nữa. Chờ đá hả? Mà thiếu miếng đá hả? Đang trở lại mà chưa hết. Và bây giờ trong khi chờ nó khô thì dỡ phần người trước này ra hay sao anh Hùng? Không, chút xíu lại cái này luôn. Ừ. Cái nền này rất là đẹp, nhưng mà để có được một cái nền đẹp như thế này các anh thợ cũng phải rất là cực công. Sáng nay cũng trộn được 6-7 mấy hồ vậy hả anh Hùng hả? Ủa bây giờ ở đây đi được luôn hả? À. Ôi nhìn đổ lên nhìn ngôi nhà nó dày ghê á. Dạ. Mệt không anh? Anh Kiệt đúng không? Đúng không? Sao anh Hợp dỡ luôn giờ này luôn không? Cho anh em nghỉ mà chút xíu dỡ luôn. Chút xíu dỡ luôn. À, dỡ này khoảng tiếng không anh Hợp? Ở tiếng ngoài rồi. Dạ. Tại vì dỡ cái nắp này xuống rồi, bắt cái này chắc dây cái này nó rớt nha. Dạ. Chắc dây này gục à. Lá rồi. Lấy dao cắt cái này xích ra, gọi lá dê. Không ai trước này đập ra luôn. Giúp ấy xong đã. Dạ. Chụp quay cọc nó lại cho nó những cái chỗ. Ủa anh Hợp có cần nói cô dọn đồ gì ra không? Có nói rồi mà cái hồng mụn mang mày thiên luôn á chứ mà cô cũng đâu làm được gì đâu. Dạ. Ủa trong này có cái gì đâu còn sử dụng được chứ còn có cái tủ này được dạ, này đúng không? Có cái tủ này thôi, còn bác này cũng đâu có xài được đâu. Cái này. Bác này cái giường cái xưa, giường xưa mà giờ còn cái đầu không à? Bỏ luôn. Ừ. Trời ạ. Này thấy ông bơ nè. À, chút xíu nữa lấy cây 48 mình gác lên cái này nè, đứng lên cái chọc ba cái đinh ra cái là rút ra luôn. Chứ leo chảnh đâu được, nó mọc bức tranh à, nó mọc bông hết rồi, điệu tranh nguy hiểm lắm. Leo không được đúng không? Nó thì điệu lên đó, nó điệu luôn đó. Leo lên nguy hiểm. Sắt này nó nhỏ hơn hợp hả? Sắt đó kêu sắt gì? Cái hàng này là hàng đen, cái hàng này hàng đen hồi xưa là kêu hàng đen. À. Chứ không có mà kẽm phải không? Hàng đen. Hàng đen. Nó rẻ hay sao? Sắt. Nó vẫn nó là sắt nhưng mà nó rẻ hơn. Sắt rẻ nó không mạ, không có chắc mạ. Cái độ bệnh nó không có. Nhưng mà em thấy cái cây nó cong cong lại là sao ta? Cây cong cong cái mẫu nó gì tại hả? Nó xài là xài C. C à. cái độ nặng quá cái nó dịu hơn. Phải không? Nặng quá nó dịu. Tại cái C chứ nó phải cái dung đâu. Nó nó chống lỏng cái giữa đó. Nó là nở cái này nó cũng khá là ấy. Nặng là dịu, nặng là dịu. Còn sắt của mình lợp mái của mình là phải nói ok đúng không? Thương hiệu. Lần này mà sử dụng của hàng đen, hàng đen sắt như hàng sắt á. Dạ còn của mình kém, mình kém. Của mình mua cái này cũng Hòa Phát luôn á. Tốt hơn Hòa Sen. Tốt hơn nữa hả? Hòa Phát.
Vậy là sắc tôn tôn sắc của họ phát là tốt nhất hả? Ờ, mắt hơn của ấy nữa, mắt hơn của hoa sen nữa. Ôi trời, ừ, phát mắt nhất. Làm mắt nhất hả? Ờ. Ờ. Cái nhà gì đâu, dỡ ra xong thấy còn đâu phải còn là cái nhà mà là một cái dách khá là tạm bợ, chỉ có 2-3 cây cột vậy đó. 6 cây cột thôi hả? 8 cây. 1, 2, 3, 4 cây cột hàng ba nữa. À, 8 cây. À. Dỡ cái phần này cũng một buổi chiều hết cả tiếng đó. À. Dỡ xong là hết một buổi luôn. Anh Vũ anh nói đi chưa anh hả? 3 giờ, 2 giờ mấy đi ạ. Chắc này chắc đi quá. Con phải dẹp đồ tiếp tiếp ngoại nha. Ôi, cái này chắc khở đi đó. Cái này dạ. Đi đó. Dạ. Làm xong cái nào cũng đuối ha. Ngày hôm nay là chắc đuối nhất trong những ngày quá. Ờ, có cái này là cần nhất. Tại vì dạ, cái ba cái chuyện kia mà làm lay 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 gai tới giờ nghỉ, còn ông này thì phải quyết định cho nó rồi. À. Đồ hôm nay cũng ngon, chờ bạn gì không có mua ngày gió thời tiết tốt đúng không? Ừ. Không được. Đổ xong cái phần này mày nhìn thấy cái nền nó rộng quá luôn á. Ờ, lớn dài ha. Dạ đúng rồi. À, mình che thêm cái khúc này với khúc sau nó dài lắm hồ. Tính ra nếu như mà phủ của ngôi nhà sao là cả mấy toàn mét, toàn là sao mấy mấy sao mấy mét? Sao mấy mét hả? Tại ga này mét rưỡi ga sau đó 2.4 nữa. Dạ. Sao ga này mét 7 à, mét như 2 mét đi, 2 mét với 2.4 4.4 đó. 4.4 nó là 16.4. 16.4 mà nhân cho 4.5 nhiều lắm. 16.4 từ nhân cho 4.5. Ô. Từ 73m 74m. Ờ trời ơi. Quên á, có câu hỏi là cái nhà của mình á là xây gạch lên thì cái phần tôn với cái phần gạch nó hở hay là nó kính? Kính. Tại vì cái phần ở dưới là mình chạy có một cây sắt chạy dọc theo phần gạch xây đúng không? Không có cái gạch xây này làm cái ấy là mình có cái đà đây nè, có chảy liền này nè, đâu có nứt đâu sẵn. Không, em nói cái phần vách ở ngoài nè, đúng cái sao? Phần vách to có đấu, có đấu à, có cái đố chạy ngang. À, đúng đúng rồi, phải chặn ngang rồi xây ra chặn luôn, chặn vô cái miếng tôn vô liền luôn nè. Dạ liền với cái đố luôn đúng không? Liền luôn. À, tại vì cô cũng sợ là cô Julie Hoàng ở Mỹ á, cô hỗ trợ thì cô nói sợ là có sợ côn trùng rồi nó bò không, vô không bò được. Dạ này khít luôn, không bò được. À, tại vì cô nói là cô chưa có hiểu sợ côn trùng như này kính kia lắm, kính lắm. Đọc được. Đây là nữ nói ra cho cô hiểu luôn. Dạ. Này đưa vô là khích chặt luôn, là nó chống côn trùng á. Dạ. Ngôi nhà này cũng khá là đẹp á, khá là rộng luôn. Tính ra ấy nữa là nấu dàn tôn không là 7 mấy mét nữa. Nhưng cũng phải lòng. Này khoảng 5 ngày nữa mới xong cô bác anh chị. Khoảng 5 ngày nữa. 5 ngày tại vì sau đó, khi mà anh Vũ làm xong á thì anh Hợp mới xây gạch lên. Xây dạ, rồi sau đó là tô dán gạch. Ok, cái phần vách này thì anh Vũ cũng làm xong mình mới làm đúng không? Dựng cột còn mình mới làm. À. Dựng cột còn là mình xây. À. Xây rắn lam mấy cái khung lam ngang luôn, rồi trên hở lên cái màu bê xanh luôn, Dạ. Gạch cũng gạch ấy chuyển tới cho anh. Gạch mà chưa cho chuyển. Chưa gọi xong. Nhưng mà người ta đã có tại có, cửa có hàng luôn rồi đúng không? À, có rồi. Người sợ chị, giống như nhà cô Út được rồi. Chị sợ không có chỗ làm. Chị nói hỏi để tới nào ấy đi dán gạch dán gạch trước rồi xong mới tới gạch nền. Dạ. Tao nói dỡ nhà này chị cố gắng chị chở đi, tại vì dỡ nhà này thì chống có chỗ để à. Dạ. Giống như hôm vừa rồi mà đợi gạch dán phải tốn thêm một ngày nữa. Nó thành thử mọi thứ là anh Hợp phải đi chuẩn bị trước hết. Cái thôi nó bị đùng cái công việc, thành thử nhà xa nó cũng hổm mà mua ngay ngày chủ nhật nó ác chợ, chứ mua ngày thứ bảy người ta. Mà gạch đó là gạch phải đặt đúng không? Phải đặt. Đặt nó mới đem về. Chứ không có cửa hàng nào mà dám mà dự trữ chứ. Tại dự trữ mà năm nay bán không được, qua năm là lẩu thờ. Chỉ có những cái mẫu đó là có sẵn thôi. Tại vì mà lấy gì là qua năm là lẩu thờ. Như cái áo này nó chạy theo hoài, như cái màu bê vậy đó. Là nó chạy một năm nó chạy theo một dòng bê. Chứ không phải mà xài một loại đó không đâu. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh cũng khiên ra làm luôn kìa. Trời ơi, anh xin chứ vậy. Rồi để em coi ảnh coi. Ngày nay ăn cơm là anh Hợp xong là anh Hợp làm luôn hả? Nghỉ được miếng một xíu. Dở cái mặt bàn kia thôi.
khi 48 để chặt đây đọc trên này 2 cây đủ này 2 cây đứng lên đó. Thôi tắt điện chưa anh? Không có điện không sao. Điện này nằm dưới này rồi. Hả? Em thấy cái điện nó còn kìa. Không điện gì có khúc này không à bự hồng. Dạ. À à. Chứ đâu có đâu liên quan là cắt hết rồi. Nguy hiểm. Các bé nó còn nhỏ quá để nó phụ giúp tiếp bà ngoại để nó dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Đa số là nhỏ nên là nữ không có dọn dẹp gì á, anh nữ là nó hơi bị dơ tí xíu, hơi bị bồn bề, bị bệnh nữa. Dạ. Ấy xong nhà bây giờ muốn vệ sinh ở đằng lau chùi xếp cô kính. Lấy ra con, cái đó gì á? Đi không bao giờ mang dép vô kìa. Leo lên gỡ cái bóng đèn xuống để đó chi anh Hợp? Cái cây á? À, con nó được đóng bằng đinh hả? Ông vít hả? Cực quá vậy trời. Các con đi ra nghe, chỗ mấy chú làm. Cái ngôi nhà của cô Chính á, nó tới ba cái nhà nhỏ, anh nữ dở đằng trước này, dở nhà sau này, rồi dở nhà mặt tiền ở đây nữa. Con nó yếu quá hả? Ồ, với lại con này là con mỏng đúng không? Mỏng chứ mà. Đứng cây thang gió xả miếng đó thôi, còn cái kia đừng có leo lên không có được rồi. Ba lần này nó hư ra rồi. Hư hết à, con này mỏng quá. Đây là cái phần sắt mà các anh Hợp cũng đã kêu cho anh Vũ à. Kêu là đầy đủ hết rồi nè. Con đó là không dám đứng lên luôn hả anh Hùng? Ồ, cây cái lượm này lại nè anh. Ốc này lại nè, để mấy bé nó đi chân không á. Mục hết à. Ở điện ở trên đó là trên đó là sao? Đó chuyền qua đó cắt chưa? Không cần thiết. Dạ hả? Cái trụ này lại cho xài mà. Cái trụ này nó dính vô cái trụ đó là không cần thiết đâu xài. Để nó xài luôn. Chừng nữa mình để cái trụ đây luôn đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà mình dỡ cái vách này ra rồi mình phải đập cái vách tường mình trước. Dỡ cái vách này bắt đầu xíu dỡ cho nó xíu này. Dạ. Lấy cái kéo phải lên cho tự cắt ngang nó không đi. Dựng cái thang nghe ông nhớ, dựng cái thang nghe ông nha. Dựng cái thang để quên đó, kéo này đi. Ơi, ông dựng cái thang để quên đi. Dựng cái thang đó thôi, cái thang nó bị chạy cái chân á. Một cái thang tre nhìn sao thấy nó hiu chứ ta. Nó yếu quá à. Nhắm, đứng đó đặng. Nhắm ngay tôi đi, đừng có sợ chúng. Cái thang này yếu quá. Trời ơi. Con mà xé bình thường luôn.
cái đó là chỗ đó là đổ trám xi măng lên anh Hùng. Ok, chèn đồ xuống đúng không? Không sao, không sao. Nguy hiểm quá. Còn cái đinh đó là gì đó hả? Ủa, xéo dọc qua đó chứ em không chưa hiểu anh hả? Cái trụ điện à. Nên thành nữ mình sợ nó có điện đúng không? Không không cần thiết mà bắt buộc phải cắt cái này để đặt lấy cái con này ra được. Hồi xưa người ta làm rồi ở trên ta chồng xuống, lấy ta chồng xuống. À. Hai cái khóa lại bây giờ bắt buộc phải cắt. Mấy cái công đoạn này cái anh thợ cũng phải hỗ trợ làm luôn. Chứ bình thường là phải chủ nhà phải tự dỡ đúng không? Nhà mới thì nó khỏe vợ là hơn là vợ mấy nhà cũ, tại nó tốn hết một ngày anh Học ha. Nếu như mà cái ngôi ba cái gian nhà này tính ra cũng gần cỡ ngày hơn hả? Hơn ngày. Tại mà hổm dở cả ngày chờ. Dạ. Còn móc ra gì đi? Lấy cái xà beng thấy rồi. Mục quá hả anh? Bây giờ không dám leo lên cái cây Sài Gòn ngang đó nữa hả? Cực dưỡng. Rồi làm sao một tí xíu mình lấy thiết cho ta. Lấy thiết hả? Ở dưới này mình tung lên đúng không? Con này giống như là một loại con dần lúc trước quá anh Hùng. Ồ, cái cây yếu quá. Yếu nha anh Hùng, cái cây yếu nha. Anh Tú đúng không? Xong chưa? Bây giờ dưới này mới tung lên nè đúng không? Một cây thang gì đâu mà nhìn ghê thiệt. Gặp em không dám leo đâu. Cây thang này không nên sử dụng nữa đúng không? Ở miền Tây thì mấy cây thang như thế này rất là nhiều, làm từ những cái cây tre á. Bây giờ thì có những cái thang công nghiệp làm bằng sắt thì nó an toàn hơn. Tới tuổi nè. Dạ, không nên sử dụng nữa nên nhiều khi nó ấy nguy hiểm. Nẹp dây chì vô. Anh Hùng trong khi dở bên kia được á, anh Lớn với lại anh Kiệt cũng làm cố gắng cho xong cái này. Thiếu miếng cát vậy mà cũng thiếu miếng đá. Làm chậm cái công việc hơn. Đúng rồi, lấy cái len đó hả? Cầm cái len cụt lên, dễ hơn. Cái tre lấy trao kìa, cái tre cột kìa. Cái dễ hơn. Rồi được, từ từ đi.
hèn chi là cái ngôi nhà lớn này á, cô không có dám ở nữa, mà cô chính cũng không có dám ở luôn. Bỏ chơi vô đây đi. Còn miếng nữa đây nè. Nhà chơi Google vậy chị. Vậy mà vẫn thiếu miếng hả? Còn thấy đầy đủ không ạ? À? Coi như là mẹ hồ mà đổ cái phần nền á cũng đã xong hết rồi. Cứ mấy đứa bé ra. Làm mấy em bé à, dây điện nữa kìa, nguy hiểm quá. Rồi. Sao? Trời ơi, miếng tôn nó xét hết luôn rồi. Trời ơi, nó mỏng quá. Ê, ở trên nó còn có một cái khúc cây. Ra con. Các anh thợ không có anh nào dám lên, tại vì cái phần sắt nó cũng rất là mục rồi cô bác của anh chị. Ồ, xét.
một. Một quá. Con này nó không có cái chất kẽm nên thành nữ là nó bị yếu quá với lại màu sét hành hồng. Có cái cây kìa, có cây. Con đứng đây con không được đi nha. Né anh Hùng ơi. Đó, xuống luôn. Dây điện nó rất là nguy hiểm. Để em. Con này bây giờ nó quá mục. Cái tấm con mà thấy anh cốp lại như cái bánh tráng vậy. Mềm. Cái con gặp bánh xỉn vậy. Dạ. Ủa rồi mấy cái cây đó sao mở ra? Dạ. Thì lên trên đó lấy cái tay ra. À. Chứ còn con xuống là mình dễ. Ồ, cái đòn tay gãy luôn rồi kìa. Ủa cái cây đó nó bị cong luôn rồi đúng không anh Hùng? Cái đòn tay á. Dạ. Đây là một ngày khá là vất vả. Rồi coi như là phần máy trước cũng đã xong, cái anh Hùng cũng khá là thấm mệt rồi. Còn cái phần máy sau với lại cái phần dách và đập luôn cái phần này chắc có lẽ là ngày mai á. Thì Bùi Hồ cũng sẽ cập nhật cho cô bác quý anh chị biết về tình hình ngôi nhà của bà cụ luôn ha.
Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở video clip sau.